Ông bà là những người thân yêu với mỗi một đứa trẻ. Hiện nay, nhiều bố mẹ vì bận rộn với công việc nên thường xuyên phải nhờ vả ông bà trông nom và chăm sóc con cái. Tuy nhiên, sự quan tâm chăm sóc của ông bà với những đứa cháu yêu lại dễ dàng trở thành một trong những nguyên nhân khiến cả gia đình mâu thuẫn do khoảng cách thế hệ khiến cho quan điểm đối với việc nuôi dạy con có những điểm khác biệt rõ ràng. Dưới đây là một trong những tình huống thường gặp nhất trong cuộc chiến chăm trẻ giữa hai thế hệ mà chương trình đã ghi lại được. Hãy cùng xem những người xung quanh sẽ phản ứng như thế nào với tình huống này. Đúng rồi, thì ông nhìn bàn tay cháu biết ngay. Ông này là bàn tay này của ông là giỏi về nghề. Ở tình huống bà cho cháu đi ăn rong ở nơi công cộng, trong khi hai bà cháu đang rất vui vẻ trò chuyện cùng đôi vợ chồng trung tuổi. Xong rồi ông làm cái gối. Khi người con dâu vừa xuất hiện đã lập tức tỏ tình bất tháo. Nên con phải ăn nhá. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, sao mẹ cứ áp dụng cái cách dạy cổ hủ vào con của con thế? Con buồn cười nhỉ? Suốt ngày cho cháu đi ăn rong ăn rủi như thế. Trước sự cãi vã của mẹ chồng nàng dâu, người đàn ông vẫn dí dỏm bông đùa để giảm bớt sự căng thẳng cho cả hai bên. Cháu cổ hủ của mẹ như này đâu, ngày nào cũng đi rong rủi như này không ạ? Biết rồi, nhưng mà bây giờ còn ai cho ăn uống như này đâu? Con đứng lên đi về với mẹ đi. Không bảo bà nội nó đứng lên. Về nhà họp, về nhà. Tuy nhiên, người con dâu vẫn tỏ rõ thái độ căng thẳng và thậm chí là đòi lôi đứa trẻ đi, cho dù nó đã bật khóc. Bây giờ con có về với mẹ không? Đang nói chuyện với ông hai không có tắt lửa. Con đứng lên đi về với mẹ nhanh, đứng lên. Ô đừng có mấy. Đau tay. Đau tay nó. Đứng lên đi về với mẹ, mẹ đánh lên. Bà dẫn về, bà. Nhanh. Em à. Mặc cho cô con dâu ra sức kể xấu mẹ chồng, người đàn ông vẫn nhẹ nhàng đưa ra những ý kiến đỡ lời để xung đột không bùng phát thêm. Tao nói với mẹ chồng cháu rất nhiều lần rồi, nhưng bà lúc nào cũng dẫn cháu đi như này. Đấy, cứ động một tí là nó nói mình, mà trong khi mình vất vả, mình thích đi chơi như các bác đây này. Cái hiện tượng bà với con là nói trước những trẻ con thì không nên nói như này. Đấy, có phương pháp, đấy có phương pháp. Ông đang nói chuyện, ông sẽ chuyển lửa, hôm nay nó sẽ thay đổi. Con ra đây mà vậy. Về mẹ nhà, đánh đấy, có thể bà nội là mẹ đánh đấy. Không, không nên nói thế cho bà. Đưa ra đây mà. Nhá. Trẻ thơ đừng làm căng thẳng gì trước mặt nó. Đứng lên. Cô cứ về đi, cô cứ để đấy cho nó với tôi. Mẹ để nguyên để con dạy con, mẹ để nguyên đi. Đứng lên. Không ổn được, phương pháp của cháu không ổn được. Đứng lên. Cháu làm như là không hay ở đây. Nhanh. Để cháu tự nhiên. Mẹ không đồng ý đâu ấy. Thanh niên giờ theo một cái trào lưu trên mạng hay dạy con theo kiểu trên mạng, tôi cho đó cái đó là kiến thức thôi. Chứ còn dạy con cho cháu nó phải tâm lý ở đấy. Mình là cha là mẹ là ông là bà, mình phải nắm được cái đó và động viên cháu. Đấy, thế bây giờ con ăn một tí đi. Tỏ ra khá thờ ơ trước câu chuyện ăn dăm của hai bà cháu là phản ứng của người phụ nữ trong tình huống tiếp theo. Cháu. Nhanh nào. Thì làm sao mà chịu được dưới con đã nói với mẹ bao nhiêu lần đấy. Rồi là mẹ đừng dẫn cháu đi ăn rong như thế này, nó thành một thói quen không tốt. Bây giờ còn ai cho đi ăn theo cái kiểu cổ hủ như mẹ ngày xưa được. Cô bảo tôi cổ hủ à? Bây giờ con có ăn không? Thậm chí ngay cả khi người con dâu xuất hiện và to tiếng hỗn láo với mẹ chồng cũng như có hành động đánh con, người phụ nữ này cũng không hề có phản ứng gì ngoài việc quan sát các nhân vật. Mẹ sẽ không cho con gần bà nội nữa luôn. Mà cấm không cho bà nội. Bà nội mà lại bảo không được cho trông cháu thì là ai trông? Cô đi làm ai trông, cô bao năm nay ai trông mà bây giờ nó mới được cái này. Về cái lối dạy dỗ cổ hủ của mẹ, thế nên bây giờ con nó mới như thế này. Này, mày đừng có nói cái chuyện cổ hủ nhá. Đây cũng không phải là người cổ hủ ngày xưa đâu nhá. Đây cũng biết là thế nào là tân tiến, thế nào là thời đại mới văn minh nhá. Thì bà chăm cháu thì cách đấy là cũng đúng thôi, nhưng mà con dâu không nên nói mẹ chồng như thế. Con của mình thì bà chăm thì là bà là hay chiều cháu, nhưng mà dỗ cho cháu nó ăn thì là khó lắm. Cô bà có bao nhiêu tiền mà bà cứ đậm tí là bà mua trước nó cho cháu. Trước cuộc cãi vã giữa mẹ chồng và nàng dâu chỉ vì việc mua đồ chơi cho đứa bé, bà cứ như thế này là chơi mà. Ba cô gái trẻ này ngay lập tức chú ý tới. Con đi vào với mẹ. Tôi có tiền tôi tiêu. Và một trong số họ đã lên tiếng. Em nào chị một chút, sao chị cứ rằng con bé thế à? Bà chỉ là bà thương cháu một chút thôi, chị đừng cư xử như thế. Cảm thấy bực mình trước sự thái quá của cô con dâu, một bạn gái khác tiếp tục lên tiếng phản đối và dỗ dành đứa trẻ. Thì bà cũng chỉ muốn thôi, những người già, em nghĩ những người già thì đều thương cháu như thế thôi, chị đừng to tiếng với cháu. Rồi bà mua nhá. Con đi về với mẹ ngay. Thôi đừng khóc nữa. Không mua là không mua một cái gì hết. Xinh gái không nó khóc. Ngay lên, con đi sang ngay bên này. Em chị ơi, em thấy chị cư xử ở chỗ đông người như này cũng không hợp lý, bởi vì em còn bé mà bác thì đã có tuổi, bác lại là mẹ chị.
Em ơi, mẹ chồng chị rất cổ hủ và rất chiều cháu, nên bây giờ chị dạy cháu, bây giờ nó không nghe nữa. Thôi, tí nó bảo tôi cổ hủ đấy. Nhưng mà trong khi chỉ có mua cho cháu nó tí đồ chơi thôi mà suốt ngày nó kêu. Một tháng mẹ mua cho cháu 3 cái đồ chơi. Một tháng con gửi tiền cho bố mẹ. Bây giờ mẹ chỉ có dành tiền để mẹ mua cho cháu thôi à? Thế bây giờ cháu nó có đồ chơi nó mới thích chứ bây giờ trẻ con. Thôi chị ơi, trẻ con đều thích đồ chơi mà bà thì đều chiều cháu ấy à? Con nhà biết nào tao có đồ chơi biết thì cháu cháu phải có đồ mẹ chơi. Nhưng mà mẹ không được chiều như thế, cô không đồng ý đâu. Cô bỏ nó ra. Con đi sang ngay bên này với mẹ. Tôi có cần tiền của cô đâu. Tôi là tôi mua bằng tiền của tôi. Con đừng có khóc, không ai giỡn con đâu. Em nghĩ chị không nên mắng bé như thế đâu ạ. À. Thật sự em thấy nó cũng hay, em cũng chỉ là trẻ con không biết gì. Nó ra thì nào cũng cảm. Mà trong khi chỉ có mua cho cháu nó tí đồ chơi thôi mà suốt ngày nó kêu. Các cô gái vẫn kiên trì thuyết phục đồng thời năn nỉ giúp cho em bé. Con đi sang đây mẹ. Chị đừng bé không có tội đâu. Em mua lốt quà thôi nha. Em bé mua lốt quà hôm nay thôi nha, rồi lần sau không đòi nữa nha. Em đừng đòi đồ chơi của bà nữa nhá. Bà mua nốt hôm nay thôi, từ mai đừng đòi đồ chơi nữa nhá. Không mẹ mắng bà, cổ chân bà nhá. Quay ra xin mẹ đi, ở mẹ cho con mua nốt hôm nay thôi. Không nào, bây giờ con ở với ai? Bây giờ con ở với ai? Em nghĩ chị đừng hỏi bé như thế, bởi vì dù bà hay mẹ đều là người quan tâm bé. Con biết là nói kiểu gì thì cháu tôi cũng phải cháu của mẹ. Thật đáng ngạc nhiên vì ở độ tuổi trẻ như thế này mà các cô gái lại có những suy nghĩ hết sức chín chắn đến như vậy. Sự kiên trì khuyên can của họ cuối cùng cũng đã giúp cho mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu giảm nhiệt. Khổ thân nó ra, chị nó con bé tí mà nó hay dễ tổn thương. À thôi em đừng khóc nữa, mẹ chỉ nói thế thôi. Mẹ chỉ không muốn em hư mà em đừng khóc á. Hai người đều có lỗi, là hai người không hợp với nhau, không đồng quan điểm nên là không thể giải quyết được. Đã là con dâu thì cũng nên có một chút tôn trọng mẹ chồng đấy ạ. Dù sao thì cũng chỉ là bà thương cháu một chút thôi, thì nếu như mà mình không đồng tình thì mình sẽ đem vấn đề đó về nhà rồi mình trao đổi. Khi mà chị đấy căng thẳng quá rồi, bà cũng nên bớt chút lại cái căng thẳng của bà đi, thì mọi người cái câu chuyện nó sẽ đỡ bị căng thẳng lên. Mẹ đừng có làm như thế, không người ta lại tưởng con ước hết mẹ đấy. Đi về với mẹ. Cô đừng có làm thế. Chứng kiến sự giằng co giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng như những giọt nước mắt đau đớn của đứa trẻ trước cuộc khai phá. Ôi trời ơi, không mà ơi. Nếu cứ hành hạ cháu tôi như này thì làm sao mà đi ra đây mẹ nhanh. Bỏ nó ra. Những người khách du lịch này vẫn không hề mảy may chú ý và có động thái gì giúp đỡ để xóa tan mâu thuẫn. Tôi mua cho đồ chơi, tôi có hành hạ ở đâu mà cô lại cấm nó vậy chứ mẹ. Họ còn bỏ đi để không phải chứng kiến cảnh tượng ầm ĩ này. Đây mẹ nghe này. Thế bây giờ mẹ xem đi này. Đông tí là nó khóc, đông tí là nó khóc. Nhìn cái cảnh bà cháu khóc lóc như thế thì bác cảm thấy như thế nào ạ? Thì nó cũng tội nghiệp. Cũng thấy tội nghiệp bé nhưng mà đều tại mẹ nó cứng quá. Đâu có vấn đề gì đâu mà nó trầm trọng mà phải xử lý gì á. Mình nói chung thương cháu mình vậy thôi chứ thực tế ra thì mẹ nó có quyền hơn mình. Nhưng mà nếu mà chiều chuộng như thế thì không tốt, không nên, cháu nó sẽ hư. Có thể các bố mẹ sẽ không đồng tình với cách chăm sóc cháu của ông bà, nhưng cũng đừng vì thế mà nổi cáu hay giận dỗi. Hay nói chuyện nhẹ nhàng và thẳng thắn góp ý với ông bà bằng những dẫn chứng khoa học. Không phải ông bà nào cũng có tư tưởng tiến bộ và có thể lắng nghe ngay, nhưng chắc chắn ông bà nào cũng thương con quý cháu. Vì thế, hãy để ông bà yên tâm rằng bố mẹ cũng như vậy và tất cả những điều bố mẹ làm cũng là vì một không khí gia đình ngày một tốt hơn. Và điều quan trọng hơn nữa là đừng bao giờ to tiếng cãi vã trước mặt con trẻ, vì điều đó sẽ gây nên tổn thương tinh thần vô cùng to lớn cho đứa trẻ đó.